Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu đua TMP VIP Thiên Sứ. Một khẩu súng có lượng vốt rất là nhiều. Và hôm nay nó được lên TV. Không hiểu tại sao nó được anh em yêu cầu làm rất là nhiều. Tại vì khi cái khẩu súng này ra thì nó rất là mạnh. Và đến bây giờ thì nó cũng fit được bớt thôi, chứ không phải là fit hết được. Tại vì fit được một khẩu súng thì không phải là do nhà phát hành, mà chính ông chủ Tencent Game cơ. Ở bên CFM China thì nó cũng mạnh, nhưng ít khi người ta dùng. Đấy, người ta không muốn bán một khẩu súng quá mạnh và nhiều lần. Còn đây thì anh em lại vote cho mình làm cái khẩu này, mình không hiểu tại sao luôn. Anh em có thể nêu được cái ý kiến của các bạn, tại sao lại yêu cầu mình làm cái khẩu này, hay là xem cái khẩu súng này nó đã fit đam chưa chẳng hạn. Tha em cái gì mà tha. Rồi, team bạn đã ăn 2 người team mình rồi, ăn 3 người rồi, tuyệt vời. Vâng, thế mà tha cái gì. Rồi, mình thấy có một thằng lấp ló ở khu vực mix, để xem nó có đi vào HL không. B1 rồi, nó chuẩn bị clear team rồi, còn mỗi mình thôi. Thật là VL. Vâng, đi rồi, gì đây. Chân dài này, rệ bé Vi à, ok. Còn thằng nào nữa? Đùa với TMP à? Rồi, cài bom, double kill, đơn giản một đốn nhạc. Cái khẩu súng này thì nhấp vài phát thôi là các bạn sẽ lên thiên đường hay à? Rồi, các bạn đang yếu máu nữa, chất chơi người rơi. Bọn kia nó yếu máu nên mình ăn dễ thế thôi. Rồi, chứ bắn xa thì nó cũng fit đam lại rồi, bắn gần thì nó vẫn bá thôi. CA. Rồi, thấy nó. Ôi, mình lách sang đây rồi. What the fuck, hết sợ. Thật là hư cấu, định mệnh. Rồi, cái gì đấy. Anh em đừng có chat lên nữa, bàn tán hơi bị sôi nổi rồi đấy. Vâng, các bạn không chat chào anh thì mình chat chào lại thôi. Chứ các bạn chat Ân ST à, thì các bạn sẽ không được, thì mình sẽ cũng không chat lại cái gì hết. Các bạn đang bàn tán thì mình không thể chat lại, nên anh em đừng có nói là chỉnh chó các kiểu nhá. Sau clip này thì mọi người có thể muốn làm clip súng gì thì các bạn hãy comment lên, thì mình sẽ làm theo yêu cầu các bạn. Vâng, dạo này thì mình đọc yêu cầu ở dưới comment rất là nhiều, thì các bạn cứ yên tâm là mình sẽ chú ý hết. Và mình sẽ dựa theo số đông thôi, còn số ít thì anh em cũng thông cảm nhá. Vâng, tại vì mỗi lần mày đi lượn lên đây này, sói. Sói. Vâng, clan sói này thì hồi trước mình cũng có bắn làm quen với mấy bố bên kia. Ở dốc B có người. Vâng, thằng kia nó phát hiện rồi, mình sẽ tương flash lên để cho nó mù đi, nó thụt lại để mình kiếm XQ nào. Rồi. Ăn luôn kìa. VL. Không sao. Trận này được có 1 kill cả. Chúng ta sẽ cố gắng kiếm nhiều kill hơn. Bọn kia không biết kiểu gì mà lúc nãy đẩy nát team mình, bây giờ để team mình đẩy nát đấy nhở, hư cấu vậy. Vâng, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng sự phích mạng đến từ team mình. Có clip không? Phải nổi. Rồi, snip hay quá. Thằng kia chết rồi. Đi vào đâu đây các bạn ơi? Úi dồi ôi, tương khói vào khu vực rào này. Muốn lên à? Đi vào rào thì HL chắc chắn sẽ có người. Tại vì công A thì nó toàn đi vào rào với lại HL thôi. Còn công B thì chắc là đi móc mic với lại cái dốc B đấy. Chết, nhầm, cái nhà B. Rồi, lên đi. Ui, tự nhiên tương khói không lên, lúc hết khói mới lên ạ. Vâng, bây giờ hết khói thì lên cái gì nữa. Này thì đọ súng này. Rồi, anh em thấy đam yếu không ạ? Chỉ có 10 mấy với lại 20 mấy thôi, nó không được to. Đấy, thì khẩu súng mình nhìn chưa mắc thiên phú thì nó thế thôi. Có thanh niên nào, có thanh niên nào mà có mắc thiên phú rồi thì không phải nói làm gì nữa. Rồi. Ôi, không chết kìa. Thì mình thấy như này, như con bò vậy. Hẻm B cái gì, nó ở lỗ mà. Thằng này chat linh tinh ý. Rồi, không ra. Tự nhiên vãi nồi. Vâng, như thế mình cố gỡ cho rồi. Mình sợ phích mạng thôi. Ông phích mạng sảng lắm, sảng lắm. Mình không muốn phích mạng đâu. Giữ cứu đài. Thà thua một trận chúng ta bật lại kèo, còn hơn cố gỡ bị bắn chết. Nhục lắm. Ừ, nếu mà cảm giác chắc chắn mình có thể ăn được team bạn thì làm như mình là đúng. Còn nếu mà không ăn được thì tốt nhất là nên cố gỡ. Còn không thì cứ để như vậy bắn thêm một trận nữa cho vui cũng được. Thôi thì chúng ta cũng có thể gánh những team mà. Đùa TMP VIP mà, sợ gì. Đâu rồi. Nó vào B. Bọn kia nó vào B rồi. Anh em đâu? B kìa. Rồi, bọn kia nó chạy đâu nhở? Vâng, bắt đầu lại chết hết. Hay làm DM. Cứ định mệnh. Thật là VL. Mình lại chuẩn bị gắn team rồi này. Sẽ đi vào. Đây rồi, một bé. Thằng này ngáo. Hai bé, double kill. Mic 1 nước B1. À, mic có nữa à, ok. Rồi, chuẩn bị là một pha gánh team. Mình sẽ cố gắng gánh team này. Pha này phải gánh được. Nước 1. Núp ngay cửa B. Mày bố núp ngay cửa B lúc nào. Chát linh tinh nhé. Đi qua B đi. Rồi thằng xàm lìn này bắt đầu đưa đồng đội nó vào thế bị động rồi. Cái tội chát thỏng này. Đây rồi. Mình nghe tiếng chân rồi. À, nước B lên này. Vâng, một pha ăn kill mà team bạn nó thông báo hết lên cái khung chat là mình phán đoán càng thêm chuẩn hơn. Nhưng đôi lúc thì cũng không nên tin vào team bạn lắm anh em ạ. Tại vì những cái lúc mà tin quá thì nó lừa tình đấy. Tại vì cái pha đấy mình cũng nghe gọi tiếng chân ngoài mic rồi. Nó bắt đầu đi dần dần vào rồi. Lúc đầu mình cũng sợ lừa tình không. Những cái pha lừa tình đến từ team bạn thì nó luôn luôn là chuẩn đấy. Vâng, bắt đầu tương khói vào khu vực nào. Chắc chắn các bạn đi vào. Vâng, đi vào này. Rồi, 70 tiết. Hơn 70 tiết rồi. Thằng này chỉ cần thêm một nhát nữa là đi. Ôi, thay đạn. Rồi, đạn khẩu này ra hơi bị nhây. Nên cái việc thay đạn thì không thể thiếu được. Rồi, không sao. Cái gì đấy? Lập lò ngoài rào cái gì đấy? Slip à? Được nhá. Ôi, biết ngay mà. Mẹ mình cứ thấy cái gì nó vàng vàng ngoài cái ấy của rào. Trời ơi này điên. Úi trời, ăn may thôi. Trời, mình lấp ló liên tục mà cuối cùng ăn được một cái, cuối cùng ăn được. Pha đấy mình lấp ló liên tục nhá, chứ không phải là một lần. Một lần mà ăn được nó mới hay, chứ còn lấp ló liên tục mà ăn được thì quá đơn giản rồi. À, thằng kia nó chửi là cầm TMP mà cứ thủ trong nhà. Nên mình sẽ quyết định trận tiếp theo mình sẽ đẩy lên nhà team bạn. Đấy, chúng ta sẽ cùng xem Ân ST không thủ nhà và đẩy lên team bạn. Clear team bạn như thế nào. Vâng, muốn đẩy thì ok thôi. Mình sẵn sàng đẩy. Dầu nhất đây. Đẩy thôi. Rồi, team bạn sẽ thua. Tại vì cái pha này đi vào. Bây giờ thằng Ghost Shadow này đi vào một cái là nó sẽ ăn được. Rồi thôi xong rồi. Nó đẩy lên bên khu vực của Ghost tí. Vâng, đẩy nào thôi. Từ từ thôi. Đẩy luôn. Sợ gì, team bạn có phải là team mệnh đâu. Chúng ta cứ lên và ăn tất. Ăn cả đất xung quanh. Thế thôi. Rồi tương flash. Này thì flash. Mình cũng flash vào. À, mày đi vào nào mày sóng à. Rồi lùi à. Đi lùi à. Ôi, đừng ăn của mình. Vãi cầm MG ấy. Tuy nhiên thích thể hiện chăng. Tương vừa vừa thôi. Người ta sóng với. Úi dồi, thằng kia chết rồi. Mãi không fit TMP nhỉ. Thì vẫn fit đây thôi. Ui, hai cái hết sợ kìa. Chết. Vâng, nó vào, nó lao vào B và nó ăn hai cái hết sọ. Con này bắn dạo này toàn hết sọ nhở. Thật là hư cấu. Những cái pha mà lấp ló ở cái thành rào ăn hết sọ thì nó quá đơn giản. À đây rồi, một bé này. Nhìn không? Còn thằng nữa. Úi dồi, ở phía dưới. Nấp ở đâu không nấp ý. Nấp phía dưới. Làm sao người ta ăn được. Đấy. Đẩy lên nhà team bạn, đẩy nát team bạn luôn. Cho team bạn biết TMP nó mạnh cỡ nào. Nãy giờ mình thủ nhà hơi bị ghê. Đó, tại vì mình cầm súng thường ấy, mình hay thủ nhà thôi. Tại vì nó không đẩy được. Đâm ra thì nó quen cái thói là thủ nhà. Đấy, cầm Goborit thì thủ nhà thôi. Nên làm gì. Trừ phi mình cầm mình bên Blaylist thì mình mới cong thôi. Còn Goborit thì mình khuyên các bạn nên thủ nhà hơn. Còn nếu mà team đối phương mà hơi bị yếu đi một tí thì có thể đẩy. À, rồi thế lại cái thằng MG ấy. Biết thế lao lên. Mình để nó lao vào trước. Nó chết trước. Thế mình còn biết có người mình bắn. Của tao này. Thích cái hết không? Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh mình nhé. Đó, nó chửi TMP liền. Vâng, TMP VIP thì rất bị lên tiếng và lên án rất là nhiều. Không nên chơi. Mình cũng ít khi mình cầm khẩu này. Tại các bạn yêu cầu mình làm thôi. Ok, bye bye mọi người.